cho cả nhà nha. Hôm nay là ở bên Mỹ này là ngày lễ tốt nghiệp của trường trung học High School. Tất cả học sinh quy tụ lại đây để lãnh bằng cấp. Đồng thời cháu mình con Lê Nguyễn cũng có mặt trong buổi để nhận bằng tốt nghiệp trung học. Mason Walter Langenstein. Avery Paige Thompson. Shania Lynette Crespo. Johnson. Jaylin Ransor, Dorothy Ann Roseanne Shea. Catherine Ann Craig. Olivia Gillette Del Rosario. Maya Isis Gonzalez. Sophia Marie Williams. Maria Olivia DeTrump. This is Tony, my nephew. Hello, Maya, congratulations. Dan Pennington. Congratulations. Maura Claire Hogan. Jessica Claire Barr. Winifred Rowan Treffrey. Ryan Tyler Rennell. Andrew Joseph Reese. Alfred Edward Miklos III. Cooper Davis Linky.
Thiong Chang Won. Tony Wins. Colin Jerome McCullough. It's a mother, Tony, of Tony Green. Isabel Catherine Flores. Vậy hả? Bà ngoại có bà nội Tony nè, cô của Tony. Mẹ Tony. Yutong Yin. Mỹ Yin với Quyến gọi đây. Fiona. Tặng về cho gì à, tặng hả mẹ Mỹ Quyên, cô chú, cô cha, cô Trinh. Hello chú Sơn, Tony. Chú Sơn phát biểu ngày tốt nghiệp ra trường. Đây là bà nội của Quyên, Tony Nguyễn. Hai bác. Mỹ Duyên tặng này cho Tony hả? Dự lễ tốt nghiệp của Tony về. Tony lãnh bằng tốt nghiệp high school trung học rồi. Về gia đình cũng không có gì ăn thì ó đợn chút xíu đồ thôi. Chút xíu là cua, tôm, ghẹ vậy cả nhà. Để ăn mừng, chúc mừng cho Tony Nguyễn nha, cháu mình nha. Đây, bây giờ mình order là cua tiếp nè. Rồi bốc lên coi mình Tony lấy là cái gì nè, cua tiết rồi với bên đây là cũng là cua tiết với có tôm hùm nữa nè, tôm hùm nè cả nhà, lobster tail, tôm hùm, cua tiết và tôm hùm đất. Bên đây là chim chép, tôm rồi với thêm cái gì nữa, có tôm ở dưới nè, xúc xích đồ đó. Hỏi thêm chút. Nhà thì không có chuẩn bị nấu gì để ăn thì tự nhiên đột xuất một cái thôi, mua miếng về ăn chúc mừng cho cháu mình luôn, Tony Nguyễn luôn. Bữa nay tốt nghiệp trung học giả từ kêu giả từ vũ khí phải không? Giả từ mái trường xưa phải không? Chuẩn bị bước vào trường đại học Temple. Right, đúng không? Giả từ mái trường xưa. Dạ, yeah, con xong rồi. Ok. Rồi thôi mình lai xương và chai bia. Đó, mấy đứa nhỏ nó uống nước bí đao. Miếng là xếp. Đó, miếng nho. Hello, say hi everybody. Say hi everyone. Say hi Tony. Say hi Mỹ Quyên. Yeah. Yeah.
Mỹ Quà gì? Quà của Tony. Congratulations. Cái chữ gì không có đọc được. Congratulate you Đọc gì? Không to có tiếng. Tony Tony. and wish you a lot of luck and bless from God. God bless. Ok, check it out. Cái vị chổng Úc nè. Úc con ngân tặng cho Tony nè. Úc với con ngân. Úc với con ngân tặng cho Tony. What the heck? Congratulations. Wait, wait, wait. Muhammad. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Cảm ơn con Ngân với Úc chưa? Yeah. Cảm ơn. Có C2. Thank you con Ngân luôn. Cho em đi Cảm ơn luôn. con Ngân luôn nha. Ok. Wow. 500 đô. What? Đã quá. Nhà thấy mỗi người có cái yếm không? Cái yếm là hiệu con tôm hùm Đức. Đó. Khi mình order nó cho mỗi người cái Úc để có mình chấm mang gì vô. không? Không. Đó, mỗi Chị có người chấm cái không? để cho ăn khỏi dăng vô người á cả Không. nhà, Ừ, tại làm vì cái cái đó. này nó làm với tỏi bơ rồi với cái nước gia vị nó rồi á. Mỗi người yếm tôm hùm Đức nè, đó, quảng cáo tôm hùm Đức luôn cả nhà nha. Ok, bữa nay chúc mừng nha, chúc mừng Tony Nguyễn nha. Congratulations, you finish your high school. Okay, you ready to continue to go to the college. Temple University. Okay, good. Học cho tới nha. Học cho tới Học phải học cho tới bến luôn nha. Ăn là ăn tới bến và học cũng học tới bến nha. Học phải học giỏi nha. Mỹ Duyên next year mới finish trung học. Mỹ Duyên còn 1 năm nữa. Quy trước Mỹ Duyên. Mời cả nhà vô đi nè, vô vô chia. Ai nước ngọt thì chia nước ngọt. Ngon lắm cả nhà, này nó xào bơ xào tỏi dễ lên. Thôi thôi dễ lên. Tôm ngon. Quy chơi nguyên cái đuôi tôm hùm luôn nè, chậm thế. Quy chơi tu tâm hồn chậm thế, còn cái vỏ không? Còn cái vỏ không à? Nhanh quá, nhanh quá. Chêm chép cô tiếp. Đây là mình quay tổng quát bữa nay cả nhà Úc ở villa xuống Lancaster. Được sao được ăn nào lóc vỏ nè, còn dưới vỏ không? Đây nè, thôi đi nè, hầu ăn lột vỏ luôn, mỹ viên chơi còn vỏ luôn nè, quen lột vui ở đây, vỏ luôn, cua cua tiếp nè, yeah. Chim chép, do it, from I am the two witness right here. Ủa sang bánh mì, ăn có máy thôi, ồ vậy hả, bớt yeah. để vô luôn đi, one goes through there. Vô, ô chị You see a miracle Mỹ Duyên vô nước ngọt vô luôn. Nước ngọt vô cũng lấy. Congratulations cũng lấy luôn. Quy nước ngọt vô Bánh này luôn. giống cái này ăn khác phải không nào? Chấm dài. Giống giống. Hả không, giống. bên đó có chim chép bên đây có. Chim chép bỏ vào làm. Giống hả? Sao thì recommend you have to eat it. Take the blood pressure. Nobody wants to see that. Có bệnh phòng đi khám mà không mà nói ai ngọn đi tụi nó quá dễ sợ. Cả nhà là video nói chuyện ở nhà tự nhiên nha cả nhà. Ai muốn nói thì nói vui vẻ mà. Yes. Cả nhà vô nha. Bia này là bia của Mỹ. Hiệu này là hiệu Beck, nó design cái kiểu mẫu giống như bia Heineken của Hòa Lan, nhưng mà bia này nó ngon hơn bia Heineken đậm đà uống hết sảy. À đã quá, giờ mình chơi miếng tôm hùm Đức đi cho nhà. Tôm hùm Đức nha, này bán nhiêu tao vậy? 12 đồng 99 một thau tôm hùm Đức á. Ngon cả nhà, thật không. Nó sẽ có bưởi. Cả nhà thấy không? Con này to luôn.
quá lỗ à. Lột ra. Wow, hết sảy luôn cả nhà. Hết sảy. Chơi thịt béo ra luôn. Thịt không cả nhà ha. Đỏ quét. Ngon ha. Béo ha. Cái lần đầu tiên ăn hả? Lần đầu tiên má do mâm ở đây ăn hoài luôn á. Ngon quá. Vô cũng được. Hồi nãy ông cho nó nói cái xe đó nhiều. Quá đã quá đã. Bây giờ mình chơi cua tiết nha cả nhà ơi. Yeah. Cua tiết kìa. Wow, lột ra thịt trắng bóc. Thịt sứa nè, nhìn đây nè. Dài ngon. Hấp sảy luôn. Ra trường mà ông cậu đâu hả? Ừ, nhưng mà có hỏi mấy người nó đó là không có thấy, không thấy đâu. Không thấy cũng không thấy cho nhiều. Chắc mắt nó lé, nó không thấy. Nãy giờ mình bẻ ra. Tước nè, đó, thịt nó nằm đây cả nhà. Kéo ra luôn. Kéo xuống là thịt không. Kéo ra nha. Đó. Thịt xong. Ngon quá. Dùng luôn bên này. Ok, bye bye cả nhà. Thank you for watching.